Hường vào lúc chiều. Lên sóng vào lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày, Lưu Hường sẽ chia sẻ cùng các bạn những câu chuyện nhỏ, những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính Lưu Hường thể hiện cùng với guitar. Phát hành trên 5 nền tảng: app Hà Nội On, web hanoionline.vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời các bạn đón nghe. Chào bạn, bạn đang nghe podcast Lưu Hường vào lúc chiều. Từ những cánh đồng làng, tôi lon ton lên thành phố để tìm chỗ tá túc. Nơi này đông đúc và hoa lệ, nhưng gánh nặng gạo tiền hình như đang cuốn những kẻ tứ xứ không còn thời gian để xây dựng quan hệ với ai đó xa lạ. Những căn phòng trọ luôn đóng cửa. Đôi khi người hàng xóm đã ốm nặng vài tuần cũng chẳng ai biết tới để hỏi han. Cái bận cứ rùng rằng ôm ghì lấy vai họ, tới nỗi họ còn chẳng kịp rảnh rỗi cho một lời quan tâm đến nhau. Thế rồi thời gian trôi, tuổi lớn dần, chẳng biết tự bao giờ mà tôi cũng không còn quá chấp niệm những khắc khoải cũ. Cái cô đơn được lật nghiêng theo một góc độ khác biệt, bớt buồn lòng, bớt tự trách, bớt đi những mong cầu. Chỉ nghĩ giản đơn kiểu mình có thể tự yêu thương bản thân nhiều hơn một chút nữa. Tôi từng giận thành phố này sau những ngày lạc lối như vậy. Nhưng khi sống ở đó đủ lâu, bất giác nhận ra một mảng màu khác trong những đêm loang lổ tối. Là những lần chuẩn bị đi học thì xe xẹp lốp, vừa dắt ra cổng đã được chú thợ đầu ngõ sửa giùm miễn phí. Tôi giữ lòng tốt ấy trong tim. Thế rồi, như một sự tuần hoàn, tôi lại dùng số tiền đó mua hộ cho cụ bà bán vé số dạo những tờ còn sót cuối buổi. Chẳng ai trong chúng tôi ngày ấy dư giả cả, nhưng sự chia sẻ lại giàu có đủ đầy. Tôi thích dùng từ sống thay vì tồn tại, bởi nơi đây với những sắc màu của nhiều vùng miền đã dạy tôi cách trưởng thành và thay đổi. Thành phố này cưu mang tôi những ngày chỉ còn vài ba đồng ăn mì gói, rồi lại đưa đến những cơ duyên để tôi được gặp những người thầy, người ông đáng kính. Họ xa lạ nhưng lại sẵn sàng hỗ trợ cho tôi có thêm kinh phí để hoàn thành hết chương trình đại học. Tôi đến mảnh đất này khi tuổi đời còn đủ để đứng dậy sau vài lần vấp ngã. Tại nơi đây, tôi gặp được những người bạn mới, cùng chia nhau từng mẩu bánh mì suông nơi xóm trọ. Nơi đó cũng cất chứa quãng đời thanh xuân ở góc giảng đường lầu D, những buổi thảo luận ở khu hành lang trống sảnh E, hay lần gặp anh trong tình cờ bỡ ngỡ tại thư viện dạy ép. Chúng tôi, hai con người xa lạ, chạm được cái thân quen trong ánh mắt nhau. Vậy mà chỉ vài ba lần vụt tay lạc mất giữa phố phường tấp nập, đã lỡ chia xa chẳng hẹn ngày tái ngộ. Người ta vẫn bảo đôi khi yêu một thành phố là bởi nơi đó có một người đặc biệt. Có lẽ đấy là một lý do khởi nguồn cho tình thương mà tôi dành cho thành phố này. Nhưng dĩ nhiên không phải là duy nhất, bởi như tôi vừa kể, riêng nó cũng đã đong đầy những điều tốt đẹp, dễ nhớ, khó quên.
cứ thế. Chẳng hiểu sao tôi không rời xa nơi này được nữa. Tôi coi nó như quê hương thứ hai, rồi xem con người ở đây như những người thân thiết. Tôi đồng hành cùng nó qua những đoạn đường kẹt xe đông đúc, rồi cũng sát cánh bên nó trong chuỗi ngày giãn cách bức bối vì dịch bệnh. Tôi từng hay nói mình lang thang khi chưa chế ngự được cái cô đơn trong tâm tưởng. Nhưng lúc này, tự nhiên muốn dùng từ lon ton để thay thế. Cũng là dạo quanh giữa phố phường tấp nập, nhưng tôi đặt mình trong tâm thái của một đứa trẻ, với những bước ngắn, nhanh nhẹn, hổ hởi. Nếu đã bắt buộc phải đi, tại sao không khiến cuộc hành trình trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ? Trong hành trình cuộc đời, chẳng ai có sẵn tấm bản đồ nào cả. Vì thế, việc bản thân có thể làm chỉ là bước đi. Có khi sẽ lạc lối, có khi sẽ gục ngã. Nhưng chỉ cần nắm chặt ý niệm rằng mình không đơn côi, ít ra là tình thương vẫn đồng hành bên cạnh, thương người hoặc có khi là tự thương mình, thì tương lai mịt mờ cũng chẳng quá đáng sợ như trước. Bạn thân mến, bạn vừa nghe câu chuyện của Nguyễn Trúc. Còn bây giờ, quay trở lại với thời thanh xuân, nơi giảng đường xôn xao, nơi sân trường đầy nắng và góc thư viện đong đầy kỷ niệm. Hương hát bạn nghe một ca khúc, đó là một sáng tác của nhạc sĩ Đào Quang Nhật, ca khúc Nhỏ ơi. Tình cờ ta gặp nhau.
Bạn thân mến, bạn vừa nghe hưởng hát ca khúc Nhỏ ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Đào Quang Nhật. Cảm ơn nghệ sĩ Lê Việt Cường đã đệm đàn cho Hường. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.